Vua dịch trại đồng đó. Xin chào anh chị và cô chú đến với kênh Khám Phá Vùng Quê. Bữa nay em sẽ giới thiệu anh chị một con đường Đông Kênh 12, con đường miền Tây sông nước nha. Cái cầu cao quá chị, lên nó hơi nặng chút. Qua bên đây nó cũng rất là nguy hiểm nha. Ở một con đường vùng quê như thế này, chạy lên xém lọt cũng không à. Quay ra con đường anh chị mình coi nè, đường xe 3 tấn rưỡi, đường Đông Kênh 12 nha, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây. Ở một con đường rất là mát mẻ, nãy chạy qua xong xém bị té xong rồi. Chạy lên giữa chừng nó cái cầu cao quá cao rồi, xém nó tụt ngược trở lại luôn, xém nó rớt chiếc xe ăn xong rồi. Ở hai bên đường anh chị thấy sông nước rất là đẹp không, nhà cửa xung quanh đồ. Ở đây đa số là người dân người ta làm đồng làm nông thôi. Đường nhựa hai bên lập bóng dừa mét rưỡi luôn. Ở đây còn gì bằng nữa, gió thổi hiu hiu, có căn nhà phường ở đây ở. Con đường nhựa này nó mới làm thôi, lúc trước là con đường bằng đường đất xanh đó. Lúc trước cũng có thời gian đi ngang đây nè, bằng đường đất xanh trời mưa nó cũng còn ổ gà ổ vịt nhiều lắm, giờ người ta mới làm lại. Ở đây người ta nuôi bò nè, chỗ nào người ta cũng phơi cứt bò trước cửa nhà người ta. Có nhiều người ta cứt bò người ta không sợ, người ta lấy tay người ta bóc luôn. Rồi người ta phơi khô, người ta bỏ trong bao người ta bán. Bán cho những cái người mà người ta trồng cây rồi đó, người ta ủ vô cái gốc cây để cho cây nó tốt. Thì cái điểm này về thành phố Hồ Chí Minh chắc cỡ 57-58 cây gì đó. Ở đây là một cánh đồng lúa nè, thì em thắng lại chỗ này em quay cho anh chị mình coi. Mới làm xong đó. Ở bên kia là có một con đường lộ nữa, đường lộ nữa thì xe đồ nó đậu bệnh. Rồi đi, bên đây là cái mé sông. Ngày xưa người ta làm lúa người ta vận chuyển bằng ghe, bằng phà nhỏ nhỏ đó. Bây giờ nhà nước đã làm đường hết rồi, bây giờ ghe hầu như là bỏ hết rồi, không ai dùng ghe nữa. Người ta dùng xe máy, người ta vận chuyển, người ta dùng xe tải rồi đó, người ta vận chuyển rất là nhanh. Dùng ghe là anh chị tốn rất là nhiều công của mình. Anh chị phải vận chuyển xuống ghe, rồi anh chị phải vận chuyển ngược cho lên bờ, rồi vận chuyển lên xe. Còn này là vận chuyển lên xe cái là đi luôn. Rồi anh chị vận chuyển xuống ghe, anh chị phải di chuyển tới cái chỗ người ta nữa, nên cực khổ lắm, tốn rất là nhiều tiền. Bây giờ xe tới chỗ luôn,
Vùng quê nào cũng vậy, vùng nông thôn nào là đường xe hơi hết, đường xe tải hết. Bà con mình giờ đỡ tốn tiền dữ lắm. À, có cô đó, cậu đi thấy lươn để đốt mấy cái rạ, đốt mấy rạ hoặc người ta gom lại để cho cái máy nó cuốn rơm á, máy cuốn rơm nó cuốn lại để đi bán. Mấy chiếc xe nó chạy, mấy xe này xe máy phóng á, xe phóng lúa rồi nó chạy dưới ruộng xong rồi nó cái nó chạy lên trên cái mé bờ này, này sình hai bên quá trời luôn. Đeo lên đồng lúa nè, đồng lúa có ông anh ngồi trong cái khu nghĩa địa không ngồi làm gì. Gió này là tưởng tượng tới Tết rồi đó. Đây quay còn có 20 mấy ngày nữa là tới Noel rồi. Noel xong là tới Tết Tây. Tết Tây đang quay tháng tháng mấy nữa tới Tết mình. Ông anh kia ông thấy cầm cái camera quay ông né ông chạy vô mé lề luôn, anh chị thấy không? Người dưới quê người ta thấy ống kính camera người ta ngại dữ lắm. Có nhiều khi em cầm camera này em chạy em đi nói dọc đường nói con mình người ta tưởng là em khùng đó. Nói này bị điên cầm camera dọc đường nói như khùng đó. Phía trước là tới cái cầu mà tới ngã tư rồi, một hướng mình quẹo bên tay trái mình chạy ra thị trấn Vĩnh Bình, bên tay phải thì mình chạy ra cầu kênh 14. Còn này mình đi thẳng nha, thẳng vô cái vùng nông thôn này. Xém là dính chiếc xe kìa nữa, bữa nay là ngày đen cái sao chạy nãy giờ xém té cầu rồi chứ không. Anh kia cũng chạy qua cầu hết ga luôn. Vô trong trong đường này thì để em đi hết con đường này cái đi tới đâu. Tại mình là chủ yếu mình đi khám phá mà. Ở trong này mát. Lâu lâu mình xuống mình cảm thấy vui chứ thật sự anh chị ở đây lâu là buồn lắm. Chị không nổi đâu, ở năm này qua tháng kia là ở không nổi đâu. À, giống như mình có căn nhà thứ hai mà lâu lâu mình xuống đây mình chơi mình vui vẻ thôi thì được. Chứ ở luôn ở đây thì chắc chắn là anh chị ở không nổi rồi. Bảo đảm 100%. Trừ khi cái người nào có nhà có đất ở đây đã sống quen ở đây rồi sẽ ở được, còn như anh chị ở xa tới ở đây á khó ở lắm.
dùng trong đây anh chị chạy cây số hai cây số thấy được bóng người. Tưởng tượng ban ngày mà anh chạy là giấc tối anh chị sao nữa. Ở đây có cái cầu qua sông nè, đó cái cầu qua sông nữa. Ngày xưa thì đi bằng tàu thuyền qua sông, đó, bây giờ người ta bắt xa bắt một cái cầu qua, cái cầu này như nó bị sập rồi, sợ lắm và bà anh không dám con đi đường này. Đường này thì đi đâu đây? Đường Chính Lùng nó dài, đường Chính Lùng nó dài là đi. Đường này là đi ra cầu kênh 14 rồi để mình chạy đường này nha. Này ra cầu kênh 14 đường nó hơi rộng chút anh chị. Trong đây là đường đá xanh, ở chỗ nào cũng có nhà để rác để người ta ở hết ha. Ở phía trước là tới ngã ba thì mình sẽ quẹo bên tay phải nha, thấy biểu tượng của tới ngã ba rồi, quẹo tay phải mình ra cầu kênh 14. Đây người ta sửa sang đồ lại, người ta chuẩn bị người ta ăn tết, làm rào làm đầu. Không hẻo lánh đó. Vô đây ở sao chị sao nổi. Ở đây vừa buồn mà lại làm ra tiền nữa, đầu óc mình lúc này là chịu không nổi là chết luôn á, là anh chị trong người bực bội lắm, về miền quê phải có tiền, về nghỉ dưỡng là phải có tiền trong người mới thoải mái, còn không có tiền mà về đây còn bực bội thêm. Ở đây mát quá, ngay ngọn gió luôn. Ở đây là cuốc đường Vương để người ta bơm nước.
Phía trước là dịch đang chạy đồng đó anh chị. Dịch bên đây đang chạy đồng quá trời luôn nè. Để cho mấy bà dịch qua đi rồi mình đi tiếp tục, để lát nó chạy loạn xạ tội nghiệp người ta dí mệt mỏi lắm. Ông anh kêu qua đại thì mình chạy đại luôn. Mùa dịch chạy đồng đó. Rồi tới đây là tới đường Hưng Hòa rồi. Đường Hưng Hòa hướng chạy ra đường